Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay mình có nhận được một cây Samsung A20s các bạn. Nó bị cái tình trạng là đang sử dụng bình thường, nhưng mà để một lúc nó đen xi màn hình vào và bây giờ bật nó không lên luôn các bạn nhé. Đấy, cắm sạc vẫn báo sạc bình thường, main vẫn còn sống nguyên nhé, không phải là máy mất nguồn các bạn. Đấy, nó báo sạc này. Dòng được 0,45A. Cắm sạc vẫn kêu nhé. Đó, các bạn nghe thấy không? Cắm sạc vẫn kêu bình thường. Và như trước đây mình có hướng dẫn các bạn ấy cách sử dụng hai cái phím này. Các bạn khởi động lại thử, nếu mà được thì là do firmware nó bị lỗi các bạn nhé. Còn nếu không được thì cái này là do main. Những con trên con A20s này nó rất hay bị cái tình trạng đen màn này. Và nó lỗi main cũng nhiều các bạn nhé. Đấy, mình khởi động thì thấy nó rung rồi nhưng mà không lên các bạn. Khởi động lại nó không báo gì nhé. Như nhiều con máy ấy, sử dụng hai phím này nó bị treo ấy. Các bạn sử dụng hai phím này các bạn khởi động lại là nó lên thôi, nhưng con này nó đã bị lỗi ở trên main rồi các bạn. Lát nữa mình sẽ cách nghi pin ra, mình khởi động lại lần nữa cho các bạn xem nhé. Đấy, vào dòng sạc bình thường rồi. Bây giờ mình sẽ tháo main ra, mình cách nghi pin ra, mình bật thử nguồn cho các bạn xem nhé. Đây, mình cách ly pin ra, mình thử cho các bạn xem. Đấy, bật nó rung rồi nhưng mà nó vẫn không lên các bạn nhé. Và sạc vẫn báo này. Sạc vẫn báo dòng 0,44A. Rồi, ok. Trên cái máy này mình đã câu ba con trở ở trên đường màn hình rồi nhưng không được. Nên là mình quyết định mình đục cái lồng ở bên đường đèn ra các bạn ạ. Và cái này cũng liên quan đến miếng cơm manh áo của nhiều anh em, nên là mình không share trên này nhé. Anh em nào có nhu cầu thì inbox cho mình sẽ chỉ cho cách làm cây này. Đây là máy mình đã sửa xong rồi các bạn này. Đấy. Trên này mình đã câu ba con trở rồi nhưng nó không được nhá. Không được thì đục cái lồng lồng ở bên đường đèn bên kia xa. Và sửa đã ok rồi. Đấy, bật lên ok các bạn nhá. Em thợ là có nhu cầu về cây này ấy, mà máy đang tự yên chết nhá, thì inbox cho mình. Rơi nước thì nó liên quan đến bệnh khác. Thế nhưng mà đây nó đang dùng nhé. Cây này của khách đang dùng, xe lên màn hình tivi, nhưng không hiểu sao để lên một lúc nó chết. Để không nó cũng chết các bạn nhé. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu còn thấy video hay và hữu ích thì like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video hay hơn nhé. Qua TV, chúc các bạn thành công.